Vâng, trong buổi sáng ngày 14 tháng 12, bên em sắp một bộ sớm đi về Chương Mỹ, Hà Nội, một bộ combo loa Good VK921 và có đẩy liền vang DCX7 và một bộ mic Good VK449. Thì bên em đang chờ xe bên ngoài đây. Đấy, bác nào mà có nhu cầu lắp đặt tại nhà thì có thể liên hệ cho bên em hỗ trợ, tư vấn cũng như có dịch vụ lắp đặt tại nhà rất là yên tâm. Chỉ việc ở nhà gọi điện, nhấc máy lên gọi điện cho bên JK Audio để được tư vấn cụ thể, chi tiết và rõ ràng. Trong đó chúng ta là chốt những bộ combo phù hợp nhất với không gian gia đình. Thì đây là một bộ loa Good VK921 rất là đẹp và rất là hot, giá cực kỳ là bình dân, bên JK Audio đang cung cấp. Thì một bộ VK921 đây ạ, bán rất là chạy, bán phải nói là bán rất là chạy. Ngày nào bên em cũng đi về không biết bao nhiêu bộ VK921, vừa rẻ vừa hay vừa đẹp. Đó. Với con đẩy liền vang DCX7 hiện nay nó vẫn là mẫu là hot nhất thị trường về phân khúc đẩy liền vang. Đó, ngày nào cũng rất là bận rộn. Đơn của anh gì nhỉ? Đẩy X7. Anh Tá, vâng, đơn của anh Tá trên Mỹ Đức, Hà Nội. Ok, anh Tá chờ khoảng tầm một tiếng là sẽ đến nơi và em đã đặt cho anh, có video quay lại review nhé. Vâng, sau một hành trình thì bên em cũng đến được nhà anh Tá ở trên Chương Mỹ, Hà Nội, lắp đặt cho anh bộ combo loa Good VK921 và một bộ đẩy liền vang DCX7 và một bộ mic Good VK449. Thì đây là một trong những bộ karaoke bán chạy nhất dịp cuối năm để chúng ta chào đón mùa Giáng sinh rồi đón năm mới 2022 của anh Tá, nghe rất là hay, chi tiết, sạch sẽ, rõ ràng. Với cấu hình như thế này thì chúng ta được tặng bộ mic không dây VK449 và với bộ mic này thì chúng ta có thể hát karaoke rất là nhẹ, bắt mic và đặc biệt tiết kiệm pin tối đa. Anh Tá anh chốt trong buổi tối ngày 13 và sáng ngày 14 em nên đặt, anh tìm hiểu khá là kỹ các kênh thì anh chỉ cảm giác và cảm thấy tin tưởng JK Audio buôn bán thật lòng và đặc biệt là tư vấn rất là cụ thể và chi tiết. Và rất là cảm ơn tình cảm của anh Tá dành cho đội ngũ nhân viên JK Audio nhé. Và em thay mặt toàn thể anh em công ty chúc anh Tá và gia đình luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, chuẩn bị đón một năm mới thật là bình an.